chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình là anh Đào trên kênh Anh Đào Sydney Vlog các bạn. Hôm nay thì mời các bạn cùng theo chân Đào để cùng đột nhập vô một cái địa chỉ mà hầu như các bạn nào mà buôn hàng sắp tay Úc á, về các mặt hàng như là mỹ phẩm hoặc là thực phẩm chức năng đều đến đây nha. Bây giờ mời các bạn cùng đi cùng mình nha. Hiện tại thì mình đang đứng ở trước cửa Chemist Warehouse ở Coventown các bạn. Ở cái Chemist Warehouse này thì nó chuyên bán những cái sản phẩm về thuốc tây, những cái sản phẩm thực phẩm chức năng đồ này kia về sức khỏe đó các bạn, từ cho trẻ nhỏ đến người lớn luôn. Thì bây giờ mời các bạn cùng theo chân Đào vô khám phá xem cái nơi này nó sẽ bán những cái sản phẩm như thế nào ha. Đây được mệnh danh là thủ phủ của những cái bạn buôn hàng xách tay từ Úc về đó các bạn. Nè các bạn có thể nhìn thấy nè, ở đây là rất là nhiều cái sản phẩm luôn. Đầu tiên đây là cái khu bán về cái nước hoa, nó có một cái khu riêng các bạn. Thì cái sản phẩm ở nước hoa ở đây nó nhiều sản phẩm chủng loại lắm, những cái loại nổi tiếng, thương hiệu nổi tiếng cũng có như Dior, Versace, rồi Marc Jacobs được các thứ vẫn có các bạn. Ngoài ra thì nó có những cái hàng sản phẩm là dành cho tuổi teen cũng có rất là nhiều sản phẩm luôn, đủ thứ loại giá. Chắc có cái dầu thơm của Versace nè, xì cũng ok lắm. Giá đây là hầu như là mấy cái bạn mà mua hàng xách tay là người ta sẽ mua ở đây. Cái chai này nè, mình mua của Daisy Cream, cái mùi của Daisy nó thơm lắm, mình cũng thích cái loại này. Thường là mình xài cái nước hoa của Marc Jacobs nhiều. Mình thích cái mùi Daisy của Marc Jacobs lắm. Chai này mình thích. Cái nhiều loại lắm. Này là những cái loại mới. Thường đó là các bạn mà mua hàng xách tay bên này, người ta hay mua ở đây lắm các bạn. Và nó rất là thường xuyên sale giảm giá 50% đó các bạn. Vừa xét thì của nam mà. Gucci banana nè. Rồi banana. Tủ bây giờ nó khóa lại hết trơn, còn hai cái đồng mở nữa không? Nó khóa lại hết rồi. Nó không có dùng thử các bạn. Số loại mà này là số loại căn bản các bạn, hoặc là số loại tuổi teen, một số loại nước hoa mà tuổi teen hay xài nè. Còn trước mặt Đào hiện tại là cái khu bán những cái sản phẩm cho các bạn nào mà người ta tập gym, tập thể hình đó bạn, mà muốn tăng cơ và tăng cơ và tăng cường sức khỏe, thì là cái khu này người ta bán rất là nhiều những cái sản phẩm như là whey nè, protein nè, vitamin nè, và những cái sản phẩm ăn kiêng dành cho những cái người mà chuyên tập thể hình đó các bạn. Rất là nhiều sản phẩm luôn. Và các bạn cũng sẽ thấy là điều đặc biệt là ở đây là lúc nào nó cũng sẽ có rất là nhiều sản phẩm giảm giá 50% luôn các bạn, tùy vào cái sản phẩm mình cần thôi. Rất là nhiều luôn, những cái mặt hàng mà sản xuất xứ là từ Úc và có một số mặt hàng nhập từ Mỹ nữa các bạn. Còn ở đây nè, cái line kế bên là những cái sản phẩm về thực phẩm chức năng về giúp cho tốt cho sức khỏe đó các bạn. Tất tần tật những cái sản phẩm thực phẩm chức năng thì nó đều có mặt ở đây nè. Ở trước mặt Đào là hiện tại là những cái sản phẩm như là thuốc hoa nghệ tây, rồi những cái bột nghệ tây, thuốc viên bột nghệ tây vân vân và vân vân, rất là nhiều luôn. Và có rất là nhiều cái nhãn hàng ở đây, họ những cái nhãn hàng mà đặc biệt như là ở Úc như là Lakmore hoặc là Healthy Care, rồi những cái nhãn hàng khác từ Mỹ nhập vào giống như là Kisland cũng rất là nhiều luôn các bạn. Nhưng mà nói chung là tại khi mà những cái nhãn hàng nào mà nó được vào cái Chemist Warehouse rồi thì cái nguồn gốc xuất xứ nó phải rõ ràng, và cũng như là các bạn cũng yên tâm về chất lượng của nó nha. Thì về da mặt giá cả thì nó có rất là nhiều
sản phẩm giá cả nó cũng khác nhau. Tuy nhiên á, là các bạn khi mà muốn mua một cái sản phẩm nào đó mà để bạn so sánh về chất lượng đó, thì các bạn có thể coi về cái phần chi tiết trong cái từng cái sản phẩm. Ví dụ như cũng là fish oil, nhưng mà cái hàm lượng dầu cá, hàm lượng fish oil omega 3 đó nó sẽ cao hơn hoặc thấp hơn, thì cái giá cả nó cũng chênh lệch khác nhau đó các bạn. Đây là một số loại sản phẩm mà dành cho em bé như người lớn, rất là nhiều loại luôn bạn ơi. Từ cái đây là thực phẩm chức năng mà dạng từ đây nè, đây là cái sản phẩm mà thường là những cái người mà đang muốn có con hay sử dụng nhất. Elevis, cái hãng nhãn hàng Elevis này rất là tốt luôn. Cái này là cái dòng sản phẩm dành cho mẹ bầu nè, những cái người mà đang chuẩn bị có bầu nè, mình sẽ dùng cái này. Cái Elevit này nó có loại dành cho nam nữa các bạn. Nói chung là khi mà các bạn để chuẩn bị mà có muốn có con đó, thì các bạn sẽ cái những cái sản phẩm này là bác sĩ bên đây người ta khuyên dùng á, để mà chuẩn trong thời gian mà chuẩn bị có con luôn á. Đây là những cái nó sẽ bổ sung tất cả những cái chất mà cần thiết cho cơ thể của mình để mà tốt cho em bé mà khi mình tạo em bé đó các bạn. Thời gian trước đó, trước đây đó thì mình cũng có bán hàng nhập về những cái hàng xách tay về Việt Nam để bán cho những cái người quen của mình, những cái sản phẩm thực phẩm chức năng này, thì cũng có một số người lạ họ đến họ hỏi, nhưng mà họ cũng sẽ thắc mắc là tại sao là giá cả nó cũng là fish oil nhưng mà hãng này lại mắc hơn hãng kia hoặc rẻ hơn. Thì các bạn thứ nhất đó là mình theo kinh nghiệm của mình là thứ nhất là mình sẽ so sánh về cái mặt thương hiệu, cái thương hiệu nó quyết định về cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái giá cả nó cũng sẽ chênh lệch đó các bạn. Cái thứ hai nữa là về cái thành phần của những cái chất ở trong cái loại đó. Ví dụ như đã nói là cái dầu cá đi, thì cái hàm lượng omega 3 của cái hãng này hoặc là cái loại này nó sẽ cao hơn hoặc thấp hơn, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái giá cả của từng loại sản phẩm luôn. Cho nên là các bạn nào mà đã thường xuyên xài những cái sản phẩm xách tay về thực phẩm chức năng như thế này đó, thì các bạn cũng sẽ hiểu rõ, rất là rõ luôn. Đào chỉ nói sơ lại thôi các bạn. Nhưng bây giờ thì Đào không có còn bán cái hàng xách tay này nữa, chỉ thường mua về cho người thân xài thôi các bạn. Chứ bây giờ Đào có con nhỏ đó, không có còn thời gian để mà đi mà săn hàng sale nữa giống như lúc trước nữa. Cái này muốn mua mà được cái hàng mà giảm giá mà giá tốt, dành để mua bán về nó có lời và cái giá tốt đó các bạn, thì phải đi săn cạnh tranh dữ lắm. Cho nên là hiện tại bây giờ Đào không có thời gian nhiều để làm cái việc này. Đây là cái khu mà bán về những cái sản phẩm mà dưỡng da, về da nè các bạn. Thì nói về những cái sản phẩm dưỡng da đó, thì theo kinh nghiệm của Đào bán đó, thì ở Úc đó là nó rất là nổi tiếng những cái sản phẩm về nhau thay cừu các bạn. Nhau thay cừu người ta sẽ chế biến ra những cái loại giống như là kem sức mặt nè, lotion nè cũng có, hoặc là những cái là dạng viên uống, hoặc là cái dạng serum cũng có, để cho những cái tác dụng chính của nó là làm cho cái da mình nó phục hồi lại cái làn da căng mọng nước, và nó phục hồi lại cái làn da cũng như là bị khô, bị thiếu sức sống của mình. Thì những cái sản phẩm này trước đây Đào bán rất là chạy, nhưng mà một thời gian thì Đào không có bán nữa. Cũng có nhiều người khách quen người ta hỏi lắm, nhưng mà thực sự là mình không có thể nào gửi một số lượng ít về các bạn. Mình đi một lần mình đi nhiều. Còn về cái kem chống nắng á, thì ở bên Úc mình có một số cái hãng tốt mà được chứng nhận như là Cancer Council nè, rất là tốt luôn. Và nó có loại một cái loại thông dụng nhất mà Đào thấy là rất là tốt, mà hầu như cái loại da nào cũng sử dụng được, đó là Cancer Council. Và có một số cái loại cũng khá mắc tiền hơn, nhưng mà tùy thôi các bạn. Tại vì mỹ phẩm thì nó
có thể hợp với người này hoặc hợp với người kia. Còn Đào cảm thấy là cái dòng sản phẩm của Cancer Council thì nó hợp với mọi loại da và cái tính năng của người sử dụng thì nó sẽ ổn định hơn, thì Đào thích xài cái loại đó. Đây là những cái sản phẩm dành cho mà chăm sóc tóc tất tần tật hết mọi thứ luôn các bạn. Ở đằng này là mình có những cái sản phẩm về chăm sóc tóc như là keo xịt từ các thứ, nhưng mà Đào thường hay sử dụng là những cái loại thuốc nhuộm, tại vì Đào hay mua về cho má Đào sử dụng đó. Mẹ Đào thì tóc bạc, nhuộm tóc bạc các bạn, thì cái loại mà Đào sử dụng là cái loại này. Thì thuốc nhuộm tóc này là mình hay rất hay mua, cái loại này rất là tốt luôn các bạn. Loại này là mình hay mua lắm, mình hay mua về cho ta mẹ mình đó. Bữa nay nó giảm giá, hồi trước nó chỉ có khoảng 18 đồng một chai, bây giờ nó lại lên 21 đồng rồi, đang giảm giá 50% luôn nè. Nó nhuộm tóc bạc cũng ăn, tóc thường cũng ăn luôn, mà cái chất lượng của nó rất là tốt luôn. Mà sau khi mà bạn nhuộm xong đó thì cái tóc của mình khá là mềm mại và rất là thơm luôn các bạn, chứ nó không có bị là khô rối hay là nó bị hôi gì hết á. Thường mà em mình mua xài tóc nhuộm mà đen á, mình thường sẽ mua những cái số mà nhỏ như vậy nè để nhuộm. Cái số càng lớn thì màu nó càng sáng các bạn. Mà những người lớn tuổi á, nhuộm tóc bạc này kia thì mình sẽ sử dụng cái loại màu tối tối như vậy nè, nó sẽ cái mà cái loại này á, mình nhuộm tóc bạc nó cũng rất là ăn các bạn, chứ nó không có bị tuột màu. Có rất là nhiều dòng sản phẩm, nhiều hãng luôn, nhưng mà mình xài cái này là thường xuyên. Hiện tại bây giờ đang giảm giá 50% nè. Có cái mùi nữa rất thơm và nó làm cho cái tóc mình mềm, mượt chứ không bị khô rối. Cho nên đây là cái điều mà Đào rất là thích khi mà sử dụng cái sản phẩm này. Mặc dù bây giờ giá cả nó đã lên rất là nhiều rồi, do cái ảnh hưởng của chiến tranh của Ukraine đó các bạn, cho nên là nó lên giá nó khá là nhiều rồi. Lúc trước thì có khoảng 18 đô thôi, nhưng mà bây giờ nó đã lên khoảng 20 mấy đô cho một cái chai này rồi. Nhưng mà thì tiền nào của nấy thôi, thì Đào thường hay sử dụng cái này lắm, nhà Đào cũng sử dụng cái này. Về cái sản phẩm dành cho trẻ em thì có rất là nhiều loại, tuy nhiên thì Đào ở bên đây đó thì nó con nít đó, nó hay sử dụng những cái sản phẩm thức ăn sẵn trong bịch đó các bạn. Và ở đây thì có những cái hãng này, ở bên đây thì em bé nhà mình nó hay ăn mấy cái này lắm các bạn. Mấy cái này là mình thì mình thích cái hãng cái loại nhãn hàng này, tại vì con mình nó thích ăn cái này lắm, nó có nhiều vị lắm. Cái này là thường con mình nó thích ăn cái vị ngọt là của vanilla nè, chocolate nè, hai cái loại này nó ăn thường nhất. Còn cái này là vị bí ngô rồi này kia thì nó ít ăn lắm, nó chỉ ăn hai cái loại chocolate với lại vanilla thôi. Mà mình thích thì mình thích cái hãng này. Cũng có rất là nhiều cái hãng organic lắm các bạn. Mà em bé nhà mình nó thì nó xài thì xài hầu như là nó quen cái nào nó xài cái đấy thôi. Mà cái này thì giống như là mình thấy là mình khi đâu mình đi đâu mà đi ra ngoài đó thì mình đem theo cho con mình ăn rất là tiện luôn. Nó con mình nó cũng không có bị đói và mình cũng đỡ phải chuẩn bị khi vất vả khi mà đi ra ngoài đi chơi hoặc là đi công việc gì đó bạn. Còn ở phía sau này nè là một cái quầy bán thuốc, mà cái quầy bán thuốc này là dành cho những cái sản phẩm thuốc mà phải có toa của bác sĩ á bạn, tại vì ở đây người ta có y sĩ đồ các thứ để người ta lấy thuốc cho mình. Ở đây là có một cái quầy riêng để mà dành cho những cái người mà mua thuốc theo toa của bác sĩ. Còn những cái loại mà Đào giới thiệu với các bạn nãy giờ đó là những cái loại thuốc không dùng mà hoặc là thực phẩm chức năng thì nó rất là không dùng, ai cũng sử dụng được hết. Rồi ra phía ngoài này là cái quầy tính tiền các bạn.
Và bên đây là cái phía quầy tính tiền thì nó có cái kệ mỹ phẩm nè, có rất là nhiều loại mỹ phẩm luôn, kem phấn các hãng như là ô. Những cái hãng này nó cũng khá, giá cả cũng trung bình thôi các bạn, nhưng mà hầu như là người ta sử dụng rất là nhiều. Và giá thì các bạn cũng sẽ thấy là những cái sản phẩm nó hầu như là nó có giảm giá 50%, rất 50% rất là thường xuyên luôn. Bây giờ thì Đào mua sắm xong rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đó các bạn. Đây là cái ga Bentown Station đó các bạn. Cái trạm xe lửa Bentown nó nằm ở đây, ngay đây luôn nè. Thì mình đi chợ rất là tiện luôn. Các bạn đi mà bằng tram, các bạn phải đi bằng đường này. Có ở đây có trạm xe bus rồi luôn các bạn. Nãy giờ mình đã đi đó bạn, đi đã mua được một ít đồ đây này nè. Mình đã mua được một ít đồ ở Kemet Warehouse rồi. Bây giờ thì mình đã về nhà. Cảm ơn bạn đã xem video, nghe hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy thích video, hãy like, share để mọi người biết thêm đến video của mình nha. Subscribe kênh để tiếp thêm động lực cho mình ra nhiều video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.